Chào anh em nhé, hôm nay Khoa tiếp tục giới thiệu cho anh em con máy khoan đục chạy xăng nhé. Đấy, cái hàng này bên em đặt là liên tục về nhé. Con này là máy khoan đục chạy xăng 2 thì. Đấy, máy có trọng lượng là 11 kg nhé. Nó được trang bị là một mũi khoan, một mũi đục và hai mũi tách này. Đấy. Hai mũi này là tách những đá đây, hình ảnh của máy đây. Máy này hiện tại bên em đang bán là 5,1 triệu bao ship toàn quốc nhé. Đấy, nó có chế độ vừa khoan vừa đục này. Đây là nút này thì các bác dùng để thay đổi chế độ khoan đục nhé. Đấy, nút chế độ thay đổi khoan đục này. Đây, hàng bên em vừa mới về đây, cũng được hơn 20 con bên trong kia nữa. Đây các bác nhìn máy này. Đây, công tắc thì nó kết hợp luôn ở chỗ tay cầm này. Đây là công tắc tắt mở này. Đấy. Đây là giật nổ này. Đây là bình xăng. Đợt này ở các khu vực Tây Bắc các bác đang vào mùa ong nhé, nên là cũng khá nhiều bác mua cái này về khai thác ong nhé. Đây là bộ phận ống xả của máy này. Thực ra cái máy này nó nhỏ gọn mà kết hợp cả khoan cả đục ấy, nên cũng khá thuận tiện cho các bác nhé. Bởi vì đi rừng mà các bác dùng cái máy này thì nó cũng không nặng quá. Con máy này thì giá là 5,1 triệu bao ship cho anh em. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghi mở tiêu đề luôn nhé. Hoặc là cần biết thêm thông tin gì thì cứ kết bạn Zalo bên em để em giới thiệu thêm cho anh em nhé. Đấy, đây là bộ phận này thì khi mà trong quá trình sử dụng này, các bác chịu khó tra mỡ vào nhé để nó bôi trơn cái hệ thống máy, máy sẽ dùng bền hơn. Đây, anh em nhìn cái máy nó rất khôn này. Ra với một con máy mà giá 5,1 triệu bao ship cho anh em thì nó ở mức độ hợp lý thôi. Rồi, đây là mũi khoan này và hai mũi tách đá. Rồi, em sẽ kết thúc video tại đây. Bác nào mà có nhu cầu về máy khoan đục chạy xăng này thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề nhé. Rồi, chào hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo nhé.